Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản 16429 đề nghị các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ủy ban nhân dân yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố tổ chức thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về nuôi chế biến thủy sản nâng cao năng lực và tạo điều kiện về cơ sở vật chất phương tiện thiết bị và kinh phí để lực lượng kiểm ngư của tỉnh hoạt động hiệu quả tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác iuu quản lý chặt chẽ giấy phép khai thác thủy sản tại vùng bờ vùng lộng theo quyết định phân bổ hàng ngạch của ủy ban nhân dân tỉnh và vùng khơi của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có biện pháp quản lý kiểm soát để ngư dân không can thiệp vào hoạt động của thiết bị vms xúc tiến nhanh tiến độ phê duyệt đề án chuyển đổi nghề cá các đơn vị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng công an tỉnh tăng cường công tác phối hợp kiểm tra kiểm soát hoạt động xuất bến cập bến của tàu cá nắm tình hình điều tra phát hiện xử lý nghiêm các hành vi môi giới móc nối đưa tàu cá đi khai thác trái phép vùng biển nước ngoài khởi tố hình sự một số vụ việc điển hình để răng đe